Rồi chào các bạn nha. Nay mình mới mua thêm chiếc 550 nữa nha các bạn. À, giờ mình khui hộp cho các bạn xem nha. Chưa khui hộp luôn nha. Nay mình mua về mình tự mình đổ lên nha, chứ mình không có đổ sẵn nha các bạn. À, tại này chạy pin 7,2V nha. Nó mạnh hơn mấy xe kia cho nên mình mới mua cái chiếc này về độ lên tiếp nha. Sao vậy, rút được nữa nè. Mở gì rút nị hàng coi. Nó cho mình cắt luôn. Rồi rút. Cầm dây rút ra. Ở phần phía sau này có pin với dây sạc luôn nè nha. Phần phía sau nè. Mà mình có rồi. Đây có thêm lính tài xế nữa nè nha. Này mình mua chưa có độ nha, về mình mua thêm chục kích về mình độ nha các bạn. Có thằng lính nữa nè đó. Mua thêm thằng tài xế. Tài xế này có mấy cái khớp nối nha, dễ lắm nè đó. Giờ mình gắn pin vô nha. Cái sau này chưa có độ nè, gắn pin vô mình thử coi nó như thế nào nha. Rồi đó, mở ra gắn pin vô. Pin này mình mua nha các bạn, 1200A nha. Pin này pin sạc nữa, mình chơi có gì mình sạc được luôn. Đây, gắn pin này vô đây. Rồi để nắp lại nha. Nó làm thấy hơi chậm ta. Rồi này múc té không êm à. Rồi. Đây chưa có độ sẵn nha các bạn, múc không được nha. À, nó kêu cọc vậy ha. Nó chổi thì nó chổi lên nổi nha. Đó, rất lĩnh luôn. À, ở đây các bạn thấy mấy cái khớp nối nè, mấy cái lần bánh răng này nó bằng mũ nha. Về mình không có xài mấy bánh răng nữa, mình bỏ luôn nè. À, mấy bánh răng này là mình tháo ra bỏ mấy cái này hết, về mình độ vô ba cây chục vít nữa nha. Con lính nó ngồi ở đâu cũng được chứ.
Nó chạy cái này nó chạy hơi chậm hơn cái dàn chân chiếc xe cẩu à. Dàn chân xe cẩu chạy nhanh lắm. Mấy cái này nó bằng dàn áo này nó bằng nhựa hết nha. Có này là cái gào nó bằng kim loại bằng sắt à. Còn như nó bằng nhựa hết luôn á. Không nổi nữa. Này mình chờ chục chích về mới có chơi được quá. Để mình đem ra ngoài kia mình test múc thử rồi nó im không nha. Chắc nó không im bằng độ chục chích đâu. Rồi cho nó đậu đây đây, mình đem đi ra ngoài sân ngoài kia múc thử nha các bạn. Rồi bây giờ thì mình đem xe ra ngoài này mình test thử mà cái lúc mà chưa có độ lên chục vít cho các bạn xem nha. Nó rất là yếu nha, không có chơi được nha. Đó múc được nhưng mà nó kêu dữ lắm, kêu nha các bạn. Nào quay to nè. Đó. Kêu nghe cái tiếng rất là khó chịu nha. Chỉ múc hơi hơi được ở hơi được ở trên mặt thôi. Cây này lỏng lẻo quá ha. Đó, lên đường gào rồi nè. Ê không được, cái này chắc cắm đầu nữa quá, cắm đầu rồi nha, chọn hơi xa thì ra là cắm đầu đó, thấy không? Đưa vô ba xịt cháo không múc cũng không nổi nữa mà. Rồi mình xin tạm dừng video tại đây các bạn ơi.
Đợi vài bữa bắt đầu chụp vít nó về, cái đầu mình sẽ gác độ lên cái chiếc xe này nha.